Thì nếu mua sách này tôi thấy người ta sẽ lo sợ rất nhiều cái, động mạch, tĩnh mạch, thần kinh, thậm chí mạch bạch huyết người ta cũng lo lắng luôn. Được chưa? Nhưng ở đây anh muốn cho ta biết, đó chính là khi chúng ta làm filler, chúng ta sẽ không quá là lo sợ nhiều như vậy. Theo tụi em, cái tụi em làm, lo cái tụi em cần phải lo sợ khi chúng ta tiêm filler là cái gì? Trong tài liệu mà tụi em học á, anh tham khảo từ một quyển sách của một bác sĩ ngoại khoa viết về những khu vực nguyên trên vùng mặt. Và tất nhiên một bác sĩ ngoại khoa cách tiếp cận một khu vực và cái mà người ta lo sợ nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với bác sĩ nội khoa làm filler. Ok, thì nếu mua sách này tôi thấy người ta sẽ lo sợ rất nhiều cái, động mạch, tĩnh mạch, thần kinh, thậm chí mạch bạch huyết người ta cũng lo lắng luôn. Được chưa? Nhưng ở đây anh muốn cho ta biết, đó chính là khi chúng ta làm filler, chúng ta sẽ không quá là lo sợ nhiều như vậy. Theo tụi em, cái tụi em làm, lo cái tụi em cần phải lo sợ khi chúng ta tiêm filler là cái gì? Cấu trúc nè, đạo mạch, tĩnh mạch, thần kinh, bạch mạch có nghĩa là mạch bạch huyết á, sợ cái gì trong bốn cái này? Động mạch, tĩnh mạch có sợ không? Trả lời thử coi. Tĩnh mạch có sợ không? Có. Thần kinh có sợ không? Chắc cũng có. Mạch bạch huyết có sợ không? Nếu tụi em sợ hết thì thôi đừng làm filler. Ok. Tại sao vậy? Đầu của chúng ta nó nhỏ lắm, nó không có đủ nhớ được hết đâu. Và nếu cái nỗi sợ tụi em sợ quá thì tụi em sẽ không thể nào làm được filler. Được chưa? Anh nói tụi em biết, trong bốn cái thằng này tụi em chỉ sợ duy nhất một thằng, đó chính là động mạch.